kêu lại cái ghe anh chạy hết đáp ra nha bạn. Kéo mấy cái vỏ lãi là tự ghe hơi yếu là thay chặt bay luôn. Chơi nhiều có xuồng với lại vỏ lãi luôn à, mấy chiếc xuồng này đẹp quá ta. Cái xuồng vừa đi xong rồi quá đẹp, đây là vỏ lãi. Thank you.
kéo về đầu quá dữ rồi. Kéo chạy dã man quá nha các bạn. Chiếc này nãy giờ bị đẩy ra ngoài hóng máu rồi nha các bạn. Anh đang lừ thừ ở ngoài không biết làm cái gì nữa nè. Anh chuẩn bị vượt lên hay sao nè, bị ép ra ngoài quá trời luôn. Bị cái nhỏ ép thì mới đau chứ. Nhỏ với nhỏ đang lên luôn nha các bạn. Nói với nhỏ nói đuôi đẩy anh ra nè. Rồi anh Bự quyết định là vô không cho anh nhỏ vô nha các bạn. Anh Bự hụ ra ép mình nhỏ quay ngược đầu lại nha các bạn. Sẽ nói đuôi đi tiếp theo nè. Nãy giờ anh bị đẩy ra ngoài rồi anh cũng bực bội rồi. Rồi đi lại xử lý gì đây? Để thích mình rồi ha. Đi lên thì phải đứng lên. Cái chiếc mà đâm ngang với lại chạy ẩu lên thì không đúng lên thì dễ bị tạt cái đít qua nha các bạn. Tạt cái đít qua thì đụng cái đầu kia. Bây giờ đi hàng hai không biết nào đi trước nào đi sau luôn. Quá đông, đang đợi lên là quá đông. Kẹt đường, kẹt xe lăn. Chiếc ghe khổng lồ kẹt. Đi xe lăn thì đi theo đường dài nha các bạn. Đi chở đất cá, đất đá cát từ nơi này sang nơi khác, từ tỉnh này qua tỉnh kia. Và cái đất đá chủ yếu lấy từ núi Hòn Đất của Kiên Giang với lại một cái số núi ở An Giang các bạn. Khu khai thác đá của An Giang với Kiên Giang Hòn Đất. Yeah.
nha các bạn. Còn cũng ít xà lan nhưng mà dòng cục quá trời luôn, không có chịu nhường đi. Này đang chạy một chiếc ghe kéo thêm một chiếc vỏ lãi nữa đi lấy nước đi nè. Bây giờ các cái xà lan đang lao vô rất là nhiều nha các bạn. Anh chạy vô như vậy cũng hơi là nguy hiểm, một số chiếc xà lan nó bơi ra ngoài luôn á. Đây người dân chạy ngang đây rất là hời hợt, nhưng mà đi cùng với những chiếc xà lan lớn trời ra đụng luôn. Mấy ảnh chạy cũng không có nhường nhau cho lắm đâu, thì mấy chiếc ghe nhỏ vô đây là có thể bị ém mà nguy hiểm luôn nha các bạn. Mày lấy lái lại không được luôn rồi nè. Vì nó nằm ngang quá ngang rồi, ở dưới cũng có một chiếc xà lan nữa, nó sẽ nếu mà đánh lái là nó sẽ đụng nha các bạn. À, bị gắt đó. Sượt mé luôn mới ghê chứ. Rồi vô luồn luôn. Lấy xà lan này kinh nghiệm đầy mình mới dám qua cái cống này. Thôi đụng mớp hết trơn. Cái xà lan giờ nó đang điều chỉnh, nó quay đầu lại nè. Quá nguy hiểm rồi. Phía sau dòng cùng thì có nguy cơ là đụng rất là nặng nha các bạn.